Chào mừng quý vị đến với hướng dẫn thiền dành cho người mới học Phật giáo. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình về phương pháp thiền, kết hợp với những câu chuyện thú vị giúp quý vị hiểu rõ hơn về bản chất và ý nghĩa của việc thiền. Tại sao chúng ta nên thiền? Thiền không chỉ là một phương pháp tu tập trong Phật giáo, mà còn là một cầu nối giúp chúng ta tìm lại sự bình an, tĩnh lặng trong tâm hồn. Nhưng tại sao việc tìm về với không gian tĩnh lặng trong bản thân lại quan trọng đến vậy? Trong cuộc sống hiện đại, bộn bề và hối hả, tâm trí của chúng ta thường bị lạc hướng bởi vô vàn lo toan, âu lo, mối quan tâm. Chúng ta thường bị mất đi sự kết nối với bản thân, bị cuốn vào vòng xoáy của ngoại cảnh. Thiền chính là giải pháp giúp chúng ta lấy lại sự cân bằng, tìm về nguồn gốc yên bình nội tại. Thiền giúp chúng ta giảm căng thẳng, tăng cường sự tập trung và nhận thức sâu sắc về cuộc sống xung quanh. Không chỉ vậy, nó còn giúp tâm trí trở nên minh mẫn, linh hoạt và nhận biết rõ ràng hơn về những thay đổi trong cuộc sống. Có một câu chuyện kể rằng, một ngày, một người trẻ tới gặp Đức Phật và hỏi, tại sao tôi nên thiền? Đức Phật trả lời, như một con thuyền giữa biển lớn, thiền giúp bạn không bị cuốn theo sóng gió của cuộc sống. Cũng giống như một cây cầu, thiền nối liền hai bờ, bên này là sự sao lạc, bên kia là bình an và giác ngộ. Thiền cho chúng ta biết, hạnh phúc thực sự không phụ thuộc vào những thứ bên ngoài, mà nằm sâu bên trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc của chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta thiền, chúng ta không chỉ tìm kiếm sự yên bình mà còn tập trung vào việc khám phá và hiểu rõ hơn về bản thân, về thế giới xung quanh và về ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Làm thế nào để bắt đầu thiền? Để bắt đầu thiền, quý vị không cần những nguyên tắc cứng nhắc. Chỉ cần một không gian yên tĩnh, một tư duy thoải mái và lòng tin. Bước 1. Chuẩn bị không gian. Chọn một nơi yên tĩnh, tốt nhất là nơi có ít sao lạc, có thể là một góc phòng trong nhà, bên cạnh cửa sổ hoặc trong khu vườn. Sắp xếp không gian sao cho bạn cảm thấy thoải mái và tĩnh tâm. Bước 2. Thư giãn cơ thể. Trước khi bắt đầu, hãy thực hiện vài bài tập thở sâu để giảm căng thẳng. Điều này giúp bạn dễ dàng đi vào trạng thái tĩnh lặng. Bước 3. Chọn một tư thế thoải mái. Quý vị có thể chọn tư thế ngồi trên nệm, ghế hoặc ngồi dưới đất với chân kiết giãn. Điều quan trọng là lưng bạn cần thẳng và cảm thấy thoải mái. Bước 4. Đặt mục tiêu cho phiên thiền. Như một bản đồ hướng dẫn, việc đặt mục tiêu giúp bạn biết mình đang hướng đến đâu. Có thể bạn muốn giảm căng thẳng, tìm kiếm sự yên bình hoặc chỉ đơn giản là dành thời gian cho bản thân. Thiền không phải là việc trốn tránh thực tại, mà là sự đối diện và chấp nhận. Hãy bắt đầu với việc tập trung vào hơi thở, rồi dần dần mở rộng tâm nhận thức. Việc thiền mang lại nhiều lợi ích cho tâm trí và cơ thể. Giảm stress, thiền giúp giảm sản xuất cortisol, một hormone gây stress, từ đó giảm căng thẳng và cảm giác mệt mỏi cho tâm trí. Tăng sự tập trung và tỉnh thức, quá trình tập trung vào hơi thở hoặc một đối tượng thiền cụ thể có thể cải thiện khả năng tập trung và giữ cho tâm trí ở trạng thái tỉnh táo hơn. Cải thiện sức khỏe tinh thần, thiền giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tâm thần như trầm cảm, lo âu và giảm cảm giác cô đơn. Nó cũng giúp tăng cường sự tự tin và tính kiên nhẫn. Tăng cường sức khỏe vật lý, một số nghiên cứu cho thấy thiền có thể giúp giảm huyết áp, cải thiện chất lượng giấc ngủ và tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, việc thiền còn giúp giảm cảm giác đau và nâng cao khả năng phục hồi của cơ thể. Tăng cường nhận thức về bản thân, thiền giúp con người trở nên tỉnh táo và ý thức hơn về mình và môi trường xung quanh. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển lòng nhân ái, sự hiểu biết và sự kết nối sâu sắc với người khác. Chúng ta cùng thực hành nào quý vị. Trước khi bắt đầu thực hành, hãy tìm một nơi yên tĩnh, tránh xa tiếng ồn và sao lạc. Đảm bảo bạn ngồi một cách thoải mái, có thể là trên một chiếc ghế hoặc trên nền nhà với một chiếc đệm. Hãy đóng mắt và thả lỏng cơ thể. Từ đầu tới chân, từng bộ phận, từng khớp xương, hãy cảm nhận chúng và để chúng thả lỏng.
bắt đầu tập trung vào hơi thở của bạn. Hãy nhận biết mỗi lần bạn hít vào và thở ra. Không cần phải điều chỉnh hơi thở, chỉ cần quan sát và cảm nhận nó. Khi tâm trí của bạn bắt đầu lạc hướng, không cần phải lo lắng hay tự trách mình. Điều này là hoàn toàn tự nhiên. Hãy nhẹ nhàng quay trở lại và tập trung vào hơi thở. Mỗi lần thiền, chúng ta không chỉ tìm kiếm sự yên bình mà còn tìm hiểu sâu hơn về bản thân. Bên cạnh những giây phút tĩnh lặng, thiền giúp chúng ta nhận biết và đối mặt với những xáo trộn, nỗi lo âu trong tâm hồn, giúp ta định hình lại quan điểm về cuộc sống và thế giới xung quanh. Như một viên đá nhỏ rơi xuống hồ nước, tạo ra những vòng sóng lan tỏa. Mỗi lần thiền cũng giúp tâm hồn của chúng ta tạo ra những biến đổi tích cực, lan tỏa sự bình an và tình thương đến mọi người xung quanh. Người xưa có câu, thiền là nguồn gốc của trí tuệ, là chìa khóa mở cửa giác ngộ. Đừng ngần ngại bắt đầu và thực hành đều đặn mỗi ngày, dù chỉ là vài phút. Bởi qua thiền, bạn không chỉ tìm thấy bình yên cho tâm hồn mà còn khám phá ra con đường giác ngộ và hiểu biết sâu sắc về bản thân và vũ trụ. Chúc quý vị một hành trình thiền định thú vị, tràn đầy ý nghĩa và sự khám phá. Nguyện bạn tìm thấy niềm vui và sự thanh thản mỗi khi ngồi thiền.